Vâng, shop BCB tổng hợp Việt Nam cho xin chào toàn thể anh em nhé, chào toàn thể các bác. Đấy thì lời đầu tiên lại cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê BCB trên mọi miền tổ quốc. Đây là có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Rồi thì hôm nay bên lại chuyên mục review gửi tới anh em đam mê BCB mẫu cây củi Condo Z thẳng dài nha, hạ ngắm cho anh em nhé. Thì trước khi đi giới thiệu sản phẩm với em thì em cũng nói qua phương thức giao dịch bán hàng với em. Thứ nhất là anh em đặt hàng mua hàng, bên em có nhận ship CD đồng kiểm cho anh em mọi miền tổ quốc. Anh em được kiểm tra hàng, đúng mẫu mã thì em nhận. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã thì em giả lại bên em. Còn gửi xe thì bên em sẽ nhận giáp nguyên khẩu như này, gửi xe cho anh em. Khi mà anh em nhận được gửi xe thì bên em sẽ nhận giáp nguyên khẩu như này. Thì gửi cho anh em là nguyên cây từ tất cả các huyện và đường quốc lộ từ Bắc vào Nam cho anh em. Rồi, thì không phải để anh em chờ lâu, bây giờ đi ở chi tiết ngày nay. Đầu tiên em lắp vào bình carbon 0.5 cho anh em. Còn chiếc van là van cricket khớp Z cricket anh em, đồng hồ tháo lại một cho anh em. Và combo khung của rùa tay cầm và tay cầm gỗ hai mảnh cho anh em. Khung là khung vuông xương cả XZ2022 cho anh em nhé. Có chiếc giảm thanh, em lắp vào giảm thanh Sumo Phi 35, hỗ trợ anh em định tâm đền khối rất chia chắc chắn chiếc cành cho anh em. Còn chiếc kính, em lắp vào kính BA TMT tâm số chống rung chống giật chống nhảy tâm cho anh em. Còn chiếc cành, em lắp vào cành nô tha tem vàng nha, hàng đầy đầu loại một cho anh em. Cành này là chơi kẹo 5.5. Thì em cũng báo giá công khai cho em một cây như hình là 8.800.000 đồng. 8.800.000 đồng đã bao gồm phí bao ship và tặng kèm anh em là một hộp kẹo đến Tết củi. Rồi, thì bên em có bán tất cả các linh phụ kiện như FX Condo truyền thống Benjamin. Bên em có đầy đủ tất cả các linh phụ kiện nhỏ này để gửi cho anh em nhé. Rồi, thì lời cuối video lại cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê BCB trên mọi miền tổ quốc. Đây là có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi cái niềm đam mê của mình. Rồi, thì anh em xem xong thấy hay thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để em có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn anh theo dõi video của em. Chào anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.